Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục series khám phá Điện Biên thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan tượng đài chiến thắng nằm ngay trên đồi D thôi. Nó nằm ở ngay trung tâm thành phố và có mặt tiền nhìn thẳng ra chợ. Trước mặt mọi người nhìn đây là chợ thành phố này. Tượng đài chiến thắng thì nằm trong cụm di tích lịch sử của thành phố Điện Biên. Đây là địa điểm cuối cùng về di tích lịch sử mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Ở đây thì có hai đường lên, một là anh em có thể leo bậc thang như thế này. Bậc thang này thì có tổng cộng là 320 bậc, hoặc là đi xe máy lên ở ngay bên kia đường thôi. Khi mọi người lên thành phố Điện Biên ấy, buổi tối mà không biết đi đâu thì có thể ra chân tượng đài chiến thắng này ngồi uống nước, uống trà đá, ngắm cảnh thành phố một chút xíu. Ở ngay dưới chân tượng đài chiến thắng ấy thì có một bức đại phù điêu về đại cảnh lớn nhất Đông Nam Á với chiều cao trung bình là 7,5 m, chiều ngang là 58 m, được ghép từ 217 tấm đá xanh thanh hóa và nặng 400 tấn. Sau khi tham quan một tí ở ngay dưới chân tượng đài thì bây giờ mình sẽ đi lên đỉnh tượng đài bằng xe máy. Ở đây nó có một đường vòng đi lên bằng xe máy cách chỗ chân tượng đài khoảng 50 m thôi. Đây là tượng đài này mọi người. Tượng đài chiến thắng thì được xây trên chính đồi D. Đây là một cứ điểm cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng thủ của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. Trên này đây, trước mặt mọi người đây là khu vực của thành phố này, trung tâm thành phố. Đấy, ở khu vực xa Tắp Mùi Khơi kia thì đang làm sân bay. Đấy, ở cái chỗ bãi đất trống này là đang làm sân bay mọi người nhé. Đấy, máy móc này đang làm sân bay. Như đoạn trước mình có nói thì tượng đài chiến thắng này nằm trên cứ điểm cực kỳ quan trọng ấy, thì sau 2 ngày chiến đấu của trung đoàn 209 và đại đoàn 312 đã hoàn thành và làm chủ được cứ điểm này, sau đó thì nằm vùng trận địa để yểm trợ cho các đơn vị khác tiêu diệt ở các cứ điểm khác. Tượng này được làm bằng đồng mọi người nhé, có chiều cao là 12,6 m, nặng 217 tấn đồng và có bệ cao là 3,6 m. Nếu mà lên trên tượng đài này thì anh em đi lên vào buổi tối ấy, thì cái thứ nhất là nó rất là mát. Cái thứ hai là mọi người có thể ngắm toàn cảnh về thành phố Điện Biên về đêm thì nó sẽ rất là đã mát và nó sẽ hợp lý hơn. Thì mọi người đi vào tầm trưa trưa hoặc là đi vào những ngày nắng tầm 9 giờ tối 3 giờ chiều, thực ra nó rất là nắng mọi người nhé. Mọi người lưu ý cái thời gian này, thà mọi người đi vào những cái địa điểm khác, ví dụ như là đi vào hầm Đờ Cát này hoặc đồi A1 thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều mọi người nhé. Chứ trên này thì nó cao mà nó rất là nắng. Video mình quay ấy, thì ở dưới này buổi tối nó rất là nhiều trà chanh trà đá mọi người nhé. Thì mọi người có thể qua đây uống nước, nhưng khi mọi người uống nước ấy, thì thật sự luôn, mình là người Điện Biên mình cũng khuyên mọi người một điều là mọi người uống cái gì mua cái gì hỏi giá trước mọi người nhé. Hỏi giá trước, thật sự luôn, hỏi giá trước. Hỏi giá, tại vì rất nhiều người bị chặt chém rồi. Đấy, thì lên đây thực ra thì cũng chỉ là tham quan thành phố, ngắm cái tượng đài một chút rồi xuống dưới này uống nước thôi. Nhưng buổi tối lên đây mát lắm, thật sự luôn. Buổi tối lên đây nó rất là mát. Lên đây thì ngắm thành phố được tới 3-4 phía liền. Rồi, video của mình sẽ kết thúc ở đây. Chuyến thăm tượng đài thì ở đây nó cũng chỉ có thế thôi, nhưng không có quá gì là đặc sắc cả. Thì mọi người có thể buổi tối lên đây mọi người ngắm cảnh một chút xíu và uống những trà đá gì đấy. Nhớ hỏi giá trước khi uống mọi người nhé. Video mình sẽ kết thúc đây. Xin chào tất cả mọi người.